lực quá lớn, vợ chồng bà Nhân trốn gấp về Nhật trong đêm. Sau buổi họp báo về lùm xùm tố bác sĩ chữa hiếm muộn làm ăn tắc trách, bà Nhân Vlog mới đây đã có động thái bất ngờ. Nữ YouTuber cùng với ông xã người Nhật Teru đã quyết định bay về Nhật Bản sầu màu. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vợ chồng bà Nhân Vlog ở sân bay, đồng thời nữ YouTuber này đăng clip tâm sự về quyết định gấp gáp. Bà Nhân Vlog bộc bạch, đến thời điểm hiện tại người tôi cảm thấy có lỗi áy náy nhất chính là anh Teru và bốn phôi thai đang nằm trong ống nghiệm nhưng phải mang trong mình những cái tên thương mại, miễn phí, vì tiền. Mặc dù con tôi được đổi bằng máu, nước mắt, tiền bạc và sự nghiệp của anh Teru, công việc mà tôi làm nhiều nhất trong những ngày vừa qua chắc có lẽ là khóc. Cũng bởi vì lỗi lầm của bản thân mà tôi đã khiến cho anh Teru áp lực, stress rất nhiều. Anh Teru bước ra đường ai thấy cũng xì xầm chỉ trỏ, chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi tôi cũng thấy đau lòng. Ngoài việc thông báo về tình hình ông xã gặp áp lực, bà Nhân Vlog cũng cho hay hiện chỉ muốn chồng ổn định tâm lý, chứ không phải vì trốn tránh nên về Nhật Bản. Cô khẳng định hai vợ chồng cần phải lấy lại sức khỏe, tinh thần để chiến đấu hết mình trong hành trình tìm con. Vì tôi thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ ngay lúc này. Trước khi muốn làm mẹ thì trong lòng phải thật bình yên và hoàn thiện bản thân mình. Cô cũng hé lộ tin nhắn xin lỗi với bác sĩ Thịnh. Cô có ghé qua phòng khám của bác sĩ nhưng thấy bác sĩ bận rộn với nhiều bệnh nhân nên đã không kịp gặp mặt trực tiếp xin lỗi. Thay vào đó cô gửi một giỏ hoa quả. Tuy nhiên bác sĩ Thịnh đã phản hồi tin nhắn. Anh cảm ơn em nhiều nè, nhưng thôi em đừng mua tốn tiền, anh không trách giận gì em đâu. Bà Nhân Vlog tên thật là Đức Nhân nổi lên trên mạng xã hội với kênh YouTube về cuộc sống Nhật Bản. Thời gian gần đây cô gây nhiều tranh cãi về việc tổ bác sĩ sản khoa trong hành trình cô và ông xã tới phòng khám của bác sĩ Thịnh. Theo cô chia sẻ, bác sĩ hẹn cô sau 12 tiếng tìm kích trứng lên phòng khám để hút trứng, nhưng khi đến nơi lại bảo 36 tiếng. Sau đó bác sĩ sản khoa đã tố ngược lại Đức Nhân, thường lấy lý do đi ăn tiệc, quay video để làm chậm trễ tiến độ, cố diễn cảnh đau đớn để quay video, đồng thời còn yêu cầu phải được làm miễn phí để PR cho bác sĩ. Trước những tranh cãi này, nữ YouTuber bị cộng đồng mạng chỉ trích phải công khai xin lỗi vì sai lầm của bản thân mình.